Reflective Gel á mọi người. Loại này Lily mới vừa nhận hàng đây, rất là thích luôn. Cái loại này nó rất là nhiều kim tuyến, có rất là nhiều reflective á. Spider Gel á, nó không có nhiều kim tuyến giống như vậy. Cái này nó rất là nhiều kim tuyến. Và khi mà mọi người nhúng á, cái trở ngại của Spider Gel là gì? Nó đứt khúc. Còn cái hai cái này á, Lily có 12 màu, 6 màu reflective và 6 màu của regular. Và tất cả những cái màu này Lily bảo đảm về mọi người mua về xài được. Tại vì có nhiều cái mình mua về á, nó không lên màu được, nó rất là lỏng. Còn cái này rất là đẹp luôn ha. Đây, bây giờ Lily cho mọi người coi cái độ nhúng của nó, nó đẹp cỡ nào. Đó, đây, nó không đứt khoảng nha. Nó, mọi người coi nè, nó rất là đẹp luôn. Nhúng tới, nhúng lui, nhúng như con nhện mà nhúng à. Tại này giờ Halloween tới nè, hoặc là mình vẽ design nè, rất là dễ luôn. Và nó có 6 màu này và 6 màu, và màu nào nhúng lên cũng không bị đứt. Đây là những màu regular, nhúng lên cho mọi người coi. Và màu đen, màu trắng rất là chuẩn luôn. The best quality đi mọi người ơi. Đây, nó đã chưa, trời ơi, nó nhúng một cái thích lắm luôn. Và nó nằm trong một cái hộp rất là sang.